Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 2, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết của nhận định ngày hôm nay, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì kính thưa các anh chị, thì như thường lệ thì bao giờ mình cũng sẽ phân tích theo nguyên tắc top down, từ tổng quan cho đến chi tiết, thị trường chung xuống đến nhóm ngành và đến cổ phiếu. Thì có rất nhiều anh chị hỏi là cái cách phân tích này thì tại sao lại mình lại phân tích cái cách đơn giản như vậy, đưa ra cái đáp án như vậy mà lại có những cái kết quả, những cái hiệu quả nhất định. Thì cũng phải chia sẻ với anh chị là bản chất ở đây thì chúng ta là phân tích theo cái phương pháp đầu tư Ken Slim và VSA. Ken Slim thì giúp chúng ta tìm các cổ phiếu hoạt động mạnh ở trên nền, còn VSA là những cổ phiếu cho những cái điểm mua kiệt vôn. Tuy nhiên giai đoạn này thì không có các cổ phiếu cho điểm mua kiệt vôn, thì chúng ta chủ yếu phát hiện và nghiên cứu các cổ phiếu Ken Slim, hay còn gọi là các cổ phiếu rất là mạnh, mình hay gọi là cổ phiếu kim cương. Thì thứ nhất là về thị trường chung thì các anh chị thấy phiên hôm nay là một phiên bán ra, thị trường giảm, đối với VN-Index là giảm 0,9%. Thì nhiều anh chị hỏi rằng là bán ra 2-3 phiên gần đây ở cái khối lượng lớn như thế này thì có ảnh hưởng gì không? Thì với cái cách phân tích của mình thì các anh chị thấy là hiện nay vẫn trong một cái xu hướng lên. Nhưng nếu mà các anh chị nhìn dài hạn, các anh chị vẫn thấy nó là một xu hướng lên. Nên nhìn trong một cái giai đoạn ngắn hạn thì nó vẫn là tiểu trend, nó vẫn là đi lên. Vậy nha, thì về nhận định thì với cái cách phân tích của mình một cách đơn giản nhất thì thị trường mà hoạt động lên xuống cái đường trung bình MA20 này, anh chị có thể trở về đây, anh chị nhìn về này này. Đấy, thị trường hiện nay là hoạt động trên dưới MA20 nhé, phiên này bán ra nhưng mà vẫn trên cái đường 95%. Tất cả các chỉ số đều trên cái đường 95% này hết. Tuy nhiên nó đang hoạt động hiện nay là đang mấp mé cái đường trung bình MA20. Thì như mình có nhận định với các anh chị ấy, thì nó đang ở trong một cái tiểu trend đi lên như thế này. Và khi mà nó rung lắc như thế này ở cái đường trung bình MA20 thì mình các anh chị nhìn thấy là trong tất cả những cái nội dung mà đánh giá thị trường và chiến lược thì mình đều đánh giá thị trường ở trong cái giai đoạn xu hướng đi lên yếu. Có thể rất nhiều anh chị là rung rinh cảm xúc với thị trường, hàng ngày nhìn cái thị trường nó dao động là rất là dao động, đúng không ạ? Có thể là có những chị là ham có thể bắt đáy, hoặc là các anh chị sợ hãi, các anh chị có thể bán ra cổ phiếu. Nhưng mình vẫn luôn luôn duy trì một cái cách nhận định như vậy là bởi vì sao? Bởi vì các anh chị thấy là mình liên tục là dùng cái cách chúng ta đánh giá cái hoạt động của thị trường ở trong lịch sử để nhận định thị trường trong giai đoạn hiện nay. Đó là cái cách tiếp cận của VSA, chúng ta sử dụng những cái dữ liệu lịch sử. Hiện nay thì thị trường, anh chị hỏi là giai đoạn này có hoảng sợ hay không, hay có cần phải bán hết cổ phiếu hay không, thì theo mình nghĩ là không cần thiết. Bởi vì trong cái giai đoạn, cả một cái đoạn dài như thế này này, từ 25 tháng 11 cho đến nay thì các anh chị thấy là thị trường đa phần là đi lên xong đi xuống, lại đi lên đi xuống, nó chưa có cái sự gọi là dòng tiền đầu cơ mạnh mẽ. Sau những cái nhịp giảm như thế này thì dòng tiền đầu cơ đã giảm rất là nhiều, khối lượng giảm rất nhiều. Thì hiện nay thì rất nhiều nhà đầu tư ở đây gần như là chưa kiếm được tiền, trừ khi các anh chị mua được một vài cổ phiếu giống như mà ở đây mình hay nêu này, PET này, FRT này, đúng không? DQC, VHC, chứ nếu anh chị không mua được những cổ phiếu đấy thì gần như là các anh cũng chị cũng không có lợi nhuận. Cho nên nhà đầu tư lớn thì người ta cũng không thể, khi mà chưa có những cái cơ hội kiếm tiền như thế này thì người ta cũng không dạy gì, người ta bán ồ ạt để người ta chốt lời các chị nhé. Thì giai đoạn này nó thể hiện là những cái phiên bán ra như thế này là chuyện rất bình thường, có thể nó chỉ là sự gọi là mất kiên nhẫn của một số những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi. Các anh chị cũng thấy là VSA nó là cái phương pháp đầu tư rất là hay, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào lịch sử để suy diễn cho hiện tại và tương lai. Các anh chị sẽ nhìn thấy hành vi của những nhà đầu tư tổ chức và nhìn thấy tâm lý của những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và các anh chị nhìn vào đấy thì các anh chị thấy đâu đó là cái hình bóng của mình nếu mình là một nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ví dụ phiên hôm nay anh chị sợ hãi, đấy là chuyện rất bình thường bởi vì đấy anh chị đang sử dụng một cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng nếu anh chị đặt vào một cái hành vi, một bối cảnh của một cái giai đoạn như thế này của các cái nhóm ngành, hoặc những có những cổ phiếu mà chốt lời, thì đâu đó nó không phải là vậy anh chị nhé. Thì thị trường hiện nay thì chúng ta vẫn nhận định là thị trường trong cái giai đoạn xu hướng đi lên yếu thôi, chưa có vấn đề gì cả, chưa vấn đề gì cả. VN Index như vậy, VN30 thì hôm nay dũng khá là mạnh, có khối lượng đúng không ạ, dũng khối mạnh nhưng mà không vấn đề gì anh chị nhé, không vấn đề gì. HNX Index, HNX Index cũng vậy. Số lượng bình quân các cổ phiếu tốt thì anh chị có thể thấy là nó có sự giảm dần bởi vì là thị trường đang bán ra thì có sự giảm dần. Tuy nhiên điểm số vẫn đưa trên đường trung bình MA10 và trên đường trung bình MA20. Và cái điều mà chúng ta thấy rõ nhất, rõ ràng nhất là ở đây nó chưa có cái sự chốt lời của những nhà đầu tư lớn bởi vì chưa có những cổ phiếu cho chúng ta lợi nhuận, đúng không ạ?
Ví dụ các anh chị thấy những cái giai đoạn, ví dụ ngày xưa, đợt trước này, ví dụ như là ngân hàng này, chứng khoán và thép nó ồ ạt nó lên thì các anh chị mới chốt lời, đúng không ạ? Thì thị trường nó mới hoảng loạn. Cái giai đoạn gần này đây làm gì có cổ phiếu nào mà cho anh chị chốt lời đâu, đúng không? Thì nhà đầu tư lớn làm sao người ta thoát hàng ra được, nên các anh chị yên tâm nhé. Về cái chiến lược ở đây, với nhận định của mình thì vẫn là thị trường trong giai đoạn xuống đi lên yếu, sideways nhé. Cái việc rũ ở đây thì nó là chuyện bình thường, chủ yếu là rung lắc các nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi. Chiến lược là các anh chị vẫn nắm giữ các cổ phiếu mạnh được, tuy nhiên là giữ với cái tỷ trọng vừa phải, hạn chế không dùng margin và vẫn có thể mua thăm dò. Về các cái nhóm ngành thì anh chị có thể thấy đây là danh sách những cái nhóm ngành tốt nhất hiện nay, có thể nói là bán lẻ, chứng khoán, hóa chất chuyên dụng, nông sản, thăm dò dầu khí, vẫn là thuộc dầu khí này đó. Thì đó là cái nhà dòng mạnh. Ngoài ra thì có thể được thêm là dòng khai thác than, khí đốt này vẫn là thuộc dòng dầu khí thôi. Thép thì bắt đầu mạnh hơn rồi. Tuy nhiên là ở đây thì có hai cái tiêu chí mà mình cũng nói là cả hai nhóm cổ phiếu. Đây là cổ phiếu trên nền hay còn gọi là cổ phiếu Ken Slim, là những cổ phiếu mà đang chạy hoạt động khá là tốt ở giai đoạn trên nền và giai đoạn cổ phiếu trong nền. Nhưng thì nếu mà thuộc nhóm ngành nghề tốt mà là những cổ phiếu trên nền hoạt động tốt thì đây là những cổ phiếu xứng đáng nhất để các anh chị nắm giữ. Đây chính là những cái bông kim cương này, những cái viên kim cương này nha anh chị nhé, hay còn gọi là những cái bông hoa rất là đẹp rực rỡ nhé. Các anh chị có thể xem lại những cái nhận định của các chứng khoán ở những cái phiên trước này, các anh chị thấy gần như là cái sự ổn định trong cái việc chúng ta nhận định phân tích cổ phiếu, đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy này, vẫn là VHC, vẫn là PET này, có PHR thì gần đây không có rồi, vẫn là cổ phiếu hút này, FLT này, đúng không ạ? Nó là những cổ phiếu rất là mạnh, các anh chị xem ngày nào cũng vậy, nó lại có cái sự ổn định nhất định. Làm đúng không ạ? Đấy, FLT, PET, HLH, VHC, GIL, PVC. Đây, các anh chị thế đúng không? Các anh chị đâu phải vội vàng đi tìm gọi là những cái bông kim cương một cách gọi là vội vàng, đúng không ạ? Làm gì có những cổ phiếu nào mà nó lên trong vòng một ngày, các anh chị vào bắt đáy làm gì, đúng không? Tại sao các anh chị phải đi vội vàng bắt đáy những cổ phiếu nó chỉ lên một hai phiên xong đó nó rũ bỏ, nó rung lắc, để đâu đó chúng ta chạy không kịp thì chúng ta mắc có những cái khoản lỗ mà bắt buộc phải stop loss, đúng không ạ? Tại sao các anh chị không tìm những cái viên kim cương nó cho chúng ta những cái gọi là lợi nhuận ở cái mức 30-40%, đúng không ạ? Đó, thì đây là những cái nhóm cổ phiếu tốt nhất, nhóm ngành nghề tốt nhất. Thì những cổ phiếu tốt nhất tuy nhiên thuộc những cái nhóm ngành nghề yếu hơn, các anh chị có thể thấy nó là những cổ phiếu các anh chị cũng có thể nắm giữ khá là ổn, đúng không ạ? Một số cổ phiếu như là HAH này, SSC này, DXG này, đúng không? Một số cổ phiếu hút này, FLC này, DST này. Những cái dòng xây dựng xây chiếc này nó đang yếu hơn một chút, bất động sản yếu hơn một chút, như đây cũng là những cổ phiếu rất là mạnh. Ngoài ra những cổ phiếu mà thuộc cái nhóm ngoại ngành mạnh nhưng mà chưa vượt nền thì đây là các cổ phiếu này, thì các anh chị ưu tiên nhóm 3 nhé, ưu tiên nhóm 1 này, ưu tiên nhóm 2 và ưu tiên nhóm 3 nhé. Thì mình sẽ lướt qua đồ thị một chút. Thì những cái ngày trong tuần này thì mình sẽ cố gắng giữ cái bản tin nó ngắn gọn nhất để các anh chị có thể tiết kiệm thời gian khi các anh chị xem các cổ phiếu. Cuối tuần thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ review toàn bộ các cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị. Đấy là vào ngày cuối tuần. Thì ở đây là các cái danh sách cổ phiếu ở trong cái file Excel ấy, thì mình cũng lướt qua đây để anh chị nhìn thấy cái đồ thị của nó này. Đây, DGW này, mặc dù là chưa vượt đỉnh cũ nhé, nhưng mà đây nó đã hình thành một cái tiểu trend khá là tốt rồi. Hiện nay cổ phiếu nó cũng chạy được, nó thuộc cái nhóm ngành mạnh anh chị nhé. DGW là ok, nó giữ được. FLT thì rất là tốt rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp, các anh chị cứ nắm giữ vẫn ok, chưa vấn đề gì cả nhé. PET vậy nhé, đúng không? Các anh chị thấy cổ phiếu PET là cổ phiếu mà cổ phiếu kênh cổ phiếu kim cương để gợi ý cho anh chị một cái điểm mua cực kỳ là hay và duy trì một cái khuyến nghị nắm giữ trong suốt một thời gian dài, đúng không? Các anh chị thấy ngày nào nó cũng có cổ phiếu PET ở đây, đúng không ạ? Điểm mua bùng nổ từ ngày 14 tháng 2 hiện nay cho cái lợi nhuận rất là tốt. Và thân mình cũng là người mua cái cổ phiếu này. Mình có mấy cổ phiếu đợt này mua cũng chạy nước rút khá là tốt, là PET, BQC là cũng chạy rất là tốt, DST là mình cũng mua từ hồi nó kiệt vốn, nó có một giai đoạn kiệt vốn, đây mình cũng có cổ phiếu này. Đấy, ngoài ra thì còn một số cổ phiếu khác nữa như PVD cũng khá là ổn, nhất đó là một số ví dụ. Tuy nhiên ở đây thì cái mình muốn nhấn mạnh ấy, là mình muốn chia sẻ cho các anh chị một cái phương pháp, một cái phong cách đầu tư cực kỳ nhàn hạ, cực kỳ gọi là hiệu quả và cực kỳ là không cần cảm xúc anh chị nhé. Nó rất là rõ ràng, đơn giản. Đối với thị trường chứng khoán này, nếu anh chị đầu tư, kể cả anh chị đầu tư thiên về giá trị hay đầu tư về mặt kỹ thuật, thì các anh chị phải chọn một cái cách đầu tư nó phải ổn định,
nó phải lâu dài và nó phải đơn giản. Các anh chị càng phức tạp phương pháp đầu tư của mình lên thì các anh chị càng thấy nguy hiểm, hoặc các anh chị càng combine các cái phương pháp phân tích với nhau theo những cái tin tức biến động của thị trường thì các anh chị càng sai. Kể cả Warren Buffett thì cũng chia sẻ cho các anh chị rồi đúng không? Các anh chị đầu tư giá trị thì các anh chị phải tĩnh tâm, đủ tĩnh và đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, và đừng có vội. Nếu đầu tư giá trị thì đừng có vội. Còn nếu đầu tư kỹ thuật thì các anh chị hãy nhìn vào các cái cách phân tích kỹ thuật, nhưng mà phải đưa lên quy trình hóa nó lên và đầu tư một cách đơn giản, chứ đừng có hôm nay kỹ thuật lại chuyển qua, mai chuyển qua tin tức, ngày kia chuyển qua cơ bản thì nó loạn lên thì nó sẽ không không có tính hiệu quả, và thậm chí là các cái phương pháp nó đang phủ định nhau anh chị nhé. Fed là một cổ phiếu có cho thành quả rất tốt, VDS hôm nay có thể mua được, vẫn gần nền nha anh chị, đây điểm mù nổ gần nền ok này. TSC hôm nay có thể mua được anh chị nhé, nó mới vượt nền thôi, rất là gần ok nhé. DPM thì là hôm trước có chia sẻ với các anh chị điểm mua, thì cổ phiếu này các anh chị nắm giữ đang chạy rất là tốt nha, rất là ổn. ACL cũng thế, rất là ok, các anh chị nắm giữ ok nhé. Các anh chị khi mà gặp những cái cổ phiếu đúng, những cái cổ phiếu mà nó chạy tốt thì các anh chị phải nắm giữ cổ phiếu. Rất nhiều anh chị là nếu mua cổ phiếu lỗ thì các anh chị giữ rất tốt, nhưng cổ phiếu lời là các anh chị không giữ được. Thì đấy là một quan điểm cực kỳ sai lầm đối với đầu tư chứng khoán. Nguyên tắc của chúng ta là đúng là chúng ta phải nắm nằm im và giữ chặt cổ phiếu, còn sai là chúng ta phải sửa, chứ không có là sai chúng ta nằm im, còn đúng là chúng ta chốt lời, là như thế là làm ngược và làm sai, như thế luôn luôn chúng ta sẽ thua anh chị nhé. Ở đây thì hôm trước mình có chia sẻ rồi, mình phải mua chứng cổ phiếu thì mình cũng không bao giờ đúng được 100%, thông thường nếu đúng được khoảng 50% đó là một con số 50% cái số lệnh các anh chị mua mà đúng đã cho các anh chị một cái lợi nhuận rất tốt rồi. Miễn là khi mà các anh chị đúng là các anh chị phải có lợi nhuận là 20, 30, 40%. Và nếu anh chị sai là các anh chị phải sửa rất nhanh, không được để lỗ có 7%. Thì các anh chị sẽ có những cái khoản lợi nhuận rất là ổn định, anh chị nhé, rất là hợp lý. Đấy, VHC như thế này, đây là điểm mua bùng nổ này, các anh chị xem lại, hoàn toàn có những cái điểm mua như thế này ở trong những cái nhận định trước, rất là đẹp. DQC đang chạy nước rút rất là mạnh, nắm giữ thôi, không cần phải bán gì cả. OI ok nhá, nó hơi lỏng một chút nhưng mà các anh chị nắm giữ thì cũng vẫn được. BR hai cổ phiếu này hơi lỏng một chút nhưng vẫn ok. PVC thì là đẹp nhất, hiện nay chạy khá là ổn, nếu các chị mua đây thì các anh chị đã kiếm được một cái khoản lợi nhuận là gần 40% rồi đúng không, 39,3% là mạnh. PVS cũng vậy nhé, nếu các anh chị mua đúng cái điểm mua, các chị không cần phải mua rẻ ở dưới này, các chị mua đúng điểm mua thôi là các chị đã có khoản lợi nhuận là 13 12% rồi. Những cổ phiếu nếu đều nắm giữ hết nhé, PVD cũng thế ok nắm giữ nhé. Đấy, những cổ phiếu bên dưới này thì những cổ phiếu xấu hơn thì mình sẽ không quan tâm nhiều. Thì ở đây thì mình sẽ tiết kiệm thời gian cho các anh chị bằng cách là mình chủ yếu tập trung vào những cái viên kim cương thôi. Trong cái bản tin cuối tuần thì mình sẽ cố gắng mình sẽ review tất cả các cổ phiếu để cho các anh chị. Và trong thời gian tới thì khi mình rảnh hơn thì vào những cái lúc mà 2 giờ đến 2 rưỡi chiều thì mình sẽ cố gắng mình sẽ có cái tổng hợp thông tin nhận định các cổ phiếu mua trong phiên để chia sẻ cho các anh chị, để các anh chị có thể hành động kịp thời hơn. Đó thì đó là các cái cách tiếp cận phân tích cổ phiếu cũng như là cái cách đánh giá phân tích cổ phiếu của mình. Các anh chị đừng đừng nghĩ rằng là nó đơn giản mà nó không hiệu quả nhé. Hoặc là các anh chị phải tìm kiếm những cái gì phân tích nó thần bí, hoặc rất nhiều anh chị nhìn ở danh sách ở đây, anh chị nhắn tin anh chị bảo nhờ anh phân tích những cái cơ hội, những cái quỹ đất hoặc những cái đấy, mình thì mình không làm như vậy, mình không làm như vậy. Nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ trở thành những nhà đầu tư hết sức là thông thường và bình thường, và theo mình thấy là những nhà đầu tư thông thường và bình thường thì chả bao giờ thành công. Có một quy luật ở trên thị trường chứng khoán mà các anh chị có thể thấy, đó là 90% nhà đầu tư mất tiền, đúng không ạ? 90% nhà đầu tư mất tiền. Có thể những cái giai đoạn thị trường đẹp thì là 90% nhà đầu tư kiếm tiền, chứ sau đó thì thị trường xấu thì hoặc là đánh dài hạn thì 90% nhà đầu tư sẽ mất tiền. Do vậy nếu chúng ta trở thành những nhà đầu tư hết sức thông thường và bình thường thì chúng ta sẽ hành động giống như 90% những nhà đầu tư đó nhé, thì chắc chắn là chúng ta thất bại. Đó là mình chia sẻ như vậy. Do vậy kênh thì nó cũng hơi khác biệt, và có thể chia sẻ thì nó cũng khó nghe với một số anh chị, là bởi vì anh chị kỳ vọng đâu đó nó có cái tính kinh tế ở đấy, nhưng mà mình ở đây thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ những cái ngôn ngữ như vậy được, nhưng mình không muốn anh chị là sa đà vào những cái cách phân tích mà nó bình thường, mình muốn chia sẻ những cách phân tích mà nó thực dụng và hiệu quả hơn. Thì đó là những cái nội dung phân tích của cái ngày hôm nay, thì hy vọng là bản tin cũng có được phần nào
ý nghĩa trong hỗ trợ cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư cổ phiếu của mình. Thì hy vọng các anh chị là ủng hộ kênh, like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán, và các anh chị subscribe kênh để nhận các cái bản tin mới nhất từ từ cổ phiếu Kim Cương. Chào tạm biệt các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị.